lãnh đạo quyện quỹ, ủy ban nhân dân quyện Thái Lai vừa đến kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Trường Xuân A. Đây là một trong hai xã được chọn xây nông thôn mới nâng cao của quyện trong năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, xã Trường Xuân A đạt 14 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng quá, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp mới đạt 75,87% so với yêu cầu, tỷ lệ đạt hơn 90%. Tiêu chí số 5 về giáo dục chưa đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở theo quy định. Tiêu chí số 10 về thu nhập chỉ mới đạt 55 triệu 470 ngàn đồng trên người so với quy định 64 triệu đồng trên người, Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, xã chưa có sản phẩm chủ lực được cấp mã dùng. Tiêu chí số 14 về y tế, hiện tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 82% trên 95%. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu xã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Nâng cao vai trò nêu cương của người đứng đầu cán bộ trong các phong trào thi đua, vận động nhân dân cùng thực hiện các tiêu chí tăng cường công tác vận động xã hội hóa bằng nhiều hình thức để tận dụng nguồn lực toàn xã hội tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.